Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên chuyên mục Đào sau Tết. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 âm lịch nhá, Tết năm Tân Sửu quý vị và các bạn. Một năm mới kính chúc cô dì chú bác cùng toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi và làm ăn thì phát đạt. Sau bây giờ thì tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cũng như là tất cả anh chị em, cô dì chú bác về những cách để chăm sóc đào sau Tết nhé quý vị và các bạn. Thì ở đây có một số những cái cành đào mà các bạn đã xem ở đây là đã cắt xong. Đây ạ. Đây thì những cái cành đào này cắt xong rồi thì sẽ là bôi, các bạn sẽ có thể bôi vôi nhá để chống cho nó bị sâu bám vào. Và trong quá trình bôi vôi này xong thì chúng ta sẽ tưới cho ăn nước nhá quý vị các bạn, cho ăn nước bình thường. Và sau khi đã ăn nước rồi thì các bạn sẽ cho lân, và khi mà bắt đầu lấy lọc lên rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho ăn dưới đạm quý vị và các bạn. Đây quý vị các bạn hãy cùng xem qua những cái cành đào ở bên đây ạ. Đây quý vị và các bạn, đây là sau khi mà đã chăm xong thì đây để mục đích là để cho nó đùn lọc này ra nhé quý vị và các bạn. Khi mà đã lọc ra rồi thì các bạn cứ cho ăn nước, ăn lân, và cũng như là các bác cho ăn đánh giữ đạm vào nhé, để cho nó ra lọc đã, nó đùn lọc được lên rồi thì sau một thời gian ăn lọc dài ra thì chúng ta sẽ uốn, và sau đó sẽ tôi sẽ làm một cái video khác nhé quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần để ăn cho cây nó ăn, để cho nó lên thôi, rất đơn giản rồi các bạn. Ok nhá, video sau tôi sẽ xin chia sẻ chi tiết hơn nhá quý vị và các bạn.